Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 17 giờ 50 phút ngày 28 tháng 4 năm 2024. Video này mình thực hiện test hoạt động đường line-in và phần radio của Mỹ đài Nationa Comodel RXCW50. Mỹ đài này mình cung cấp với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ. Đó là 3.080.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Lưu ý đây là Mỹ đài chứ không phải đài. Phên vỉ ở bên trong, rồi là chân ốc của cái mặt đằng trước này cũng như cái vỏ đằng sau này tuyệt văn vời, loa cũng tuyệt văn vời. Đã có video nội soi nội thất rồi. Đấy. Còn cái anten này thì rất chi là dài, rất chi là dài anten zin. Đấy, anten dài thì dài tầm mét rưỡi, anten dài tầm mét rưỡi nhưng mà không to. Đấy, chứ cần kể ra mà lại vừa dài vừa to nó thì thôi rồi. Bây giờ mình test đường line in. Test đường line in thì không nhất thiết phải test nhạc. Vì test nhạc thứ nhất là nó lại vào bản quyền. Cái thứ hai đường line in đài nó còn chả tậm tịt chứ chưa nói chuyện là Mỹ đài. Thế nên là không cần thiết phải test đường line in bằng nhạc. Đây, bây giờ mình test theo cái kiểu nông dân nhé. Đây là một đường tín hiệu này. Sờ vào đây này, sờ vào đây thì cái loa này nói. Nếu như sờ vào cái đây mà cái loa bên đây mà nói thì phan đình đáp. Rồi sờ vào cái rắc đỏ này thì cái loa bên đây nói. Nếu như cái loa bên đây mà nói thì phan đình đáp. Đấy, sờ vào cả hai rắc thì hai loa đều nói nhá. Đấy. Rút điện ra, rút rắc ra nó treo mát. Đấy, im bặt ngay. Bây giờ chuyển xuống một nấc là test radio. Để biến động. Ôi trời ơi. Radio bằng sóng AM thì hãng Sony cứ phải gọi cái con Nationa này mà đúng bằng cụ tổ. Sony thì chỉ được FM mới chứ AM. Nhóm thì chúng ta có những cái nhóm là thuộc vướng mắc ra số thống kê. AM. Và phân nhóm giải quyết vướng mắc là hai cái việc này chủ yếu là ở quận huyện. Thành phố Thủ Đức. Đấy, tất nhiên là quá trình đó thì các sở ngành, quá trình đó ủy ban thành phố phải chỉ đạo. Nhưng đang thắp bóng con bắc này. Đấy, đang thắp bóng con bắc nhá. Chứ còn nếu thắp bóng con bắc mà lại không nghe được thì nói chuyện gì. Thì là nó yếu, nhưng mà con này sóng của nó quá khỏe, bắt quá khỏe. Đang thắp bóng con bắc nhá. Thế mà lại vẫn nét như thế này. Hoàn thiện các hướng dẫn quy trình quy định chuyển giao tài sản, tiếp nhận tài sản, đấu giá, quản lý đầu tư phát triển mới. Ông Mãi nói cần ra soát và khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài sản công. Về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung trong việc khai thác sử dụng đây, tài sản công. Hướng này là hướng của nó này. Thì ở đây nó có hai cái việc, có những cái là có quy định nhưng có những cái không có quy định, thậm chí là còn chồng chéo. Đấy. Thì những cái chỗ mà nó đã rõ rồi đó thì chúng ta thể hiện ngay, còn những chỗ mà nó chưa rõ thì chúng ta vận dụng cái kết luận 14 và chúng ta cũng phải tính thêm về cái mô hình hay là chức năng nhiệm vụ, bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ cho công ty quản lý kinh doanh nhà và cho trung tâm quản lý nhà giám định xây dựng. Thì việc này nếu chưa có những quy định thì chúng ta vận dụng cái kết luận 14 để chúng ta báo cáo với thường vụ thành ủy. FM nhé, chuyển sang FM này. Giờ rồi, sóng bằng sóng FM nhé. Nhà thể hiện trách nhiệm xã hội, tuân thủ pháp luật, nhất là vấn đề bảo hiểm đối với người lao động. Bởi khi thực hiện đầy đủ chế độ chính sách về bảo hiểm, người lao động sẽ yên tâm làm việc. Đúng là sản phẩm của người nông dân cung cấp, radio cứ trong veo, trông như nước mưa. Qua Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế về việc thực hiện thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cuối năm 2020. Ở VOV giao thông 91 MHz. Quý vị thân mến, thời điểm lúc này là 17:55 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta đang quay trở lại với bản tin với cùng với chương trình giờ cao điểm của chương trình hôm nay. Và chúng tôi có nhận được một thông tin giao thông. Đây có nick Facebook là Dương Thành, anh có bình luận là kẹt xe kéo dài từ đèn xanh đèn đỏ
quốc lộ 1A giao với Lê Thị Riêng, quận 12, hướng về cầu vượt Quang Trung, di chuyển rất là khó khăn. Xin được chia sẻ cùng với anh và các bác tài, nếu như chúng ta chuẩn bị di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng lưu ý và cân nhắc lại lộ trình của mình nha. Thông qua bức hình của anh Dương Thành có gửi về cho chúng tôi, và chúng tôi cũng của người tham gia giao thông nên tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông có chiều hướng giảm. Những hành vi vi phạm mà dư luận quan tâm. Em Zero chuẩn bị lên này. Ủa, cơi nới thành thùng xe, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, vân vân đã được các cơ quan chức năng xử lý kiên quyết, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, Công an tỉnh phát động toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh, phản ánh một cách khách quan, chính xác về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cho lực lượng công an xử lý nghiêm theo quy định. Đến quyền lợi với những lĩnh vực thường xuyên xảy ra sai phạm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại vượt cấp. Nhiều công trình dự án bị kéo dài, gây thiệt hại. Thế, bé Tôn nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ. Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo. Cúm su bạc cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hiệu quả. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Lâu lắm không gặp, công việc dạo này thế nào? Trên này làm ăn thì ổn lắm, nhưng sinh hoạt thất thường nên tôi đổ bệnh đấy không ạ? Hay sao bên ấy lại yếu thế? Vừa mới đây còn vừa phải đi cấp cứu vì tai biến mạch máu não đấy. Thế bây giờ điều trị thế nào? Uống thuốc gì? Có cái loại thực phẩm chức năng gọi là Natopetopec gì đấy. Tôi dùng 3 tháng này rồi, giờ mới được khỏe như thế này đấy không ạ? Ông nghe đây, phải nói thật chuẩn vào. Natopet. Sản phẩm này hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tai biến mạch máu não hiệu quả lắm đấy. Thế à? Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Space Platinum được bổ sung 2 thành phần mới. Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế? Em bị mỡ máu cao anh ạ. Đừng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu tâm bình đi. Mỡ máu tâm bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ. Cả nhà. Chắc là bả trà cũng sẽ khử mùi luôn của tủ lạnh luôn được đúng không chị? Phải, cho đúng. Tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 tới. Trong sáng nay, Inter Miami có chuyến làm khách trên sân của New England ở vòng đấu 11 giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS 2024. Bất ngờ đã xảy ra ngay ở giây thứ 45 khi đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số do công của Thomas Chancalay. Sau đó, Lionel Messi nhận đường chuyền từ Robert Taylor trong vòng cấm và dứt điểm vào chính xác góc gần khi đối mặt với thủ môn ở phút 32. Đến phút 68, đương kim quả bóng vàng thế giới một lần nữa tỏa sáng với pha dứt điểm hoặc. Ôi trời, đẹp thế nhỉ. Để đeo em Citaro này. Đeo em Citaro này. Ôi trời, lại FM Citaro. Thế rồi. Ông Tăng. Ông Pep. Đó là với cái đặc điểm như thế thì phải quản lý làm sao để nó... 8 giờ. Hết rồi, đấy nét lắm nha. Đấy, ca nhạc không để được. Tính mặt hàng vàng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin 91 chiều nay trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
Quý vị thân mến, và những thông tin trong bản tin 91 vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng của thành phố, Sở Giao thông Vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị và những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay xin phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt.